Nhật Bản đón mùa thu bằng một cơn mưa tầm tã vội vã kéo dài tầm hơn một tuần. Cơn mưa mang tên bão số 10. Mưa gì đâu mà nó mưa khiếp, mưa ngập, mưa nổi, mưa trôi tùm lum, mưa bánh chanh hết luôn á, quá trời quá đất rồi. Sau cơn bão số 10 thì lúa nhà ngoại cũng siêu siêu đổ đổ hết rồi nha. Đây là buổi hoàng hôn sau cơn bão nha, nhìn cũng đẹp nha, thắm thiết lắm nha. Mà quên, mùa thu tới rồi mà câu chuyện mùa hè chưa kể nha. Đây, mùa hè thực sự là khá là rực rỡ nha, nắng chói chang nha, nóng kinh khủng nhưng không phải nóng bình thường nha mọi người. Nhưng mà được cái là nhiều lễ hội nha. Hôm nay thì mình lễ hội của bắn pháo hoa nha, bắn pháo bông đó, bắn đùng đùng á. Khúc này ga này thường khá là vắng nha, khoảng tầm 1/10 số người như này. Nên mà tới ga là Oyama, hôm nay được bắn pháo bông Oyama nha, cực kỳ đông nha mọi người. Nhưng ngắm pháo bông là chính mà ngắm gái là 10 nha mọi người. Ôi bình thường không thấy cô nào cũng lễ hội cái gái ngập đường hết nha, chủ yếu là vậy thôi. Ôi mùa này nóng lắm, đi ngắm pháo hoa bình thường con đường nó cũng vắng nha, này có lễ hội người ta đi đông cực kỳ rồi nha, đi theo gia đình cầm loa cầm kẹo kiểu nha. Đi bán pháo bông coi này mọi người không cần bán đồ ăn đâu nha, trời người ta bán đủ thứ, toàn là đặc sản nha, đá bào các kiểu nha. Nói chung là tùy ngày ăn được mà được nha. Đây khúc này là cái quảng trường, khúc này là ngồi đông dữ lắm nè, mình đặt tên cho quảng trường thôi. Khúc này là mình chỉ cần mang bàn đó, mình xí chỗ mình dán bạc xuống là mình ngồi nha, không có tốn tiền, hình như là vậy chứ mình không biết phải không nha. Thấy người ta kêu vậy thôi, mình không ngồi ở đây, mình ngồi ở đây. Khúc này mình ngồi khúc sát bờ sông nha, mát mẻ cực kỳ luôn nha. Khúc này view thì khá là đẹp nha. Đây pháo hoa nổ nha, trời nó bắn nổ đùng 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 nha, rung tim rung giò hết nha, phê lắm nha. Khúc này là pháo mini thôi nha, quả trước là quả pháo đại đó, bắn đã lắm, phình, bắn đầu keo tầm 1.5 tiếng nha, coi nó ngang ngang luôn, trời thì nóng được thôi luôn, pháo hoa nổ nóng đuối luôn mọi người. Hôm nay là năm tổ chức là kỷ niệm 70 năm thành lập Uyama hay là thành lập gì đó mình không biết, nói chung là 70 năm đó. Thì có thêm hoạt động bay flycam nha, chớp chớp các kiểu nha. Cái chiếu nhiều hình lắm nha, mình thấy mấy hình này đẹp nên mình quay thôi nha. Còn mình ở phố xóm mình không quay nha. Chung là bay flycam tầm 15 phút nha. Chắc cũng hơi tốn tiền khúc này nha. Đây khúc này chỗ bia các kiểu này. Nói chung là nhìn cũng đẹp, khá lạ mắt, mọi người cũng trầm trồ ha. Mình ngồi yên coi thôi. Con chim mà thấy con chim mà đẹp nhất này, mình coi khúc này mình về nha. Đây khúc này là khúc về, là khúc bắn đẹp nhất nha, khúc cuối cùng ha. Nhưng mà mình nhà mình hơi xa nên mình phải về thôi, không về hồi lỡ mà rồi mình lên kẹt tàu cái lên không được cái dễ trễ cái ngồi ga nha. Mùa này nóng được không có mấy lạnh là đuối lắm nha. Khúc này mình tưởng đâu mình khô mình về sớm, ai ngờ đâu người ta còn khô hơn mình về khiếp nha, đông cực kỳ đông nha đó. Nhưng mà người ta vẫn nán đi gọi lại rướng nhìn lại bắn đùng đùng nha. Khúc này là gần như là xe không có chạy nha, xe khúc này gần như là nhường đường cho người đi bộ nha, dừng hết rồi. Ô, trời trời đông chưa nè mọi người thấy không, quá trời quá, nó có đông đâu, đông cực kỳ đông luôn mọi người. Khúc này là đường này xe 4 làn đường như thế mà bây giờ là khúc này là tắt à, chặn đường để cho người đi bộ tắt yoga. Khúc này mấy bạn trẻ Nhật nhảy múa hip hop gì họ vậy đó, ai biết đâu. Mình nghèo hiểu tiếng Nhật là number plate. Ôi, ghé đẹp. Quay sơ nha. Người ta thấy một em chưa xin phép là tét đầu nha.
nó khúc này mọi người thấy nè, trời, xếp hàng vô ga nha, bỏ rác nha, bỏ rác có nơi quy định đồng hoáng nha. Nó xếp hàng vô ga thường thường là xếp rất là không có chen lấn nha, khúc này mà chen lấn thôi luôn, xếp hàng cực kỳ trật tự nha. Lên nói chung mình xếp phải nửa tiếng mình mới vô tới trong ga đấy mọi người, không phải là xếp là nhanh đâu nha, đông cực kỳ nha, mình tưởng mình khôn ngay ở đâu còn nhiều người khôn hơn mình nha. Đây khúc này vô tới đây là mừng cực kỳ nha, đó vô tới đây là như nó chia nhiều rẽ mọi người, chứ không phải là một rẽ vô nữa, khúc này người ta sẽ đi nhiều hướng hơn nên là cũng đỡ hơn. Vô tới đây là mừng nha, nói chung đập thẻ vô trong tới ga là mừng dữ lắm nha, đông cực kỳ đông nha. Còn bên kia số người mà ta ngồi đứng ngoài đó người ta chưa về được cực kỳ nhiều lắm mọi người, quá trời đông luôn, phải đông bình thường nữa, quá trời đông rồi nha. Vô tới đây là biết sắp chạy tới nhà đó, gần như là có nhân viên nhà ga tôi hướng dẫn rõ ràng cụ thể vô lối nào đi từ chậm chậm nha, đừng có chen lấn nha, nên là gần như là không có bị gây hiện tượng xô lấn chen lấn gây xô xát nha, bị thương các kiểu nha, chứ cái này mà chen lấn thôi luôn đó nha. Ui nhà đèn quá cũng này chứ, nói chung chủ yếu đi ngắm pháo hoa là chính mà ngắm khá là mười đó mọi người. Cái Nhật mùa này nó mặc cái yukata kimono cột này cũng đẹp lắm nha, nhiều cái đẹp lắm nha. Ui, bye bye mọi người nha, thôi mình về nhà nha. Bye bye mọi người nha, thôi mình đi về nhà mọi người, hôm nay mình đi lại chung với ông anh ở nhà nha, bye bye mọi người nha.